Cách mạng tháng 8 thành công, đất nước được độc lập, nhân dân được tự do. Song nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Giặc ngoài, thù trong đe dọa chính quyền non trẻ vừa mới giành được. Với tầm nhìn xa trông rộng và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đề nghị tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, bầu cơ quan quyền lực cao nhất, Quốc hội của nước Việt Nam, đại diện cho quyền lợi của nhân dân, nói tiếng nói của nhân dân Việt Nam. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc tổ chức tổng tuyển cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp cho nhân dân hiểu hơn về ý nghĩa của tổng tuyển cử và kêu gọi nhân dân hăng hái tham gia. Ngày 5 tháng 1 năm 1946, trước bầu cử một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, in trên báo Cứu Quốc số 134 với những lời cổ vũ quốc dân đi bỏ phiếu. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào, vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình. Ngày mai, quốc dân sẽ tỏ cho thế giới biết rằng dân Việt Nam ta đã kiên quyết đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết chống bọn thực dân, kiên quyết tranh quyền độc lập. Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra người xứng đáng thay mặt cho mình và gánh vác việc nước. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, hơn 90% cử tri đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại thùng phiếu số 10, phố Hàng Vôi, Hà Nội. Kết quả tổng tuyển cử, cử tri cả nước đã bầu được 333 đại biểu vào Quốc hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử 98,4% số phiếu bầu, một bằng chứng hùng hồn về uy tín tuyệt đối của Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Trải qua 70 năm với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội nước ta đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp luôn khẳng định được mục tiêu lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại các cơ quan quyền lực nhà nước. Kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngày hội lớn của đất nước đang đến gần. Mỗi lá phiếu chính là một niềm tin, một kỳ vọng của cử tri đối với những người đại biểu nhân dân. Ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, bình đẳng vẫn luôn soi rọi suốt con đường phát triển nước nhà cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các kỳ bầu cử về sau. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân.